Thưa quý khán giả, sake còn có tên gọi là cây bánh mì, thuộc họ dâu tằm. Ở Việt Nam, cây được trồng rất nhiều ở các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Điều đặc biệt là trong đông y, cây sake có tác dụng trị bệnh, nhất là lá sake. Mời quý khán giả tìm hiểu trong nội dung Dị thuốc quanh ta kỳ này nhé. Sake là loại cây gỗ lớn cao khoảng từ 15 đến 20 mét. Đặc tính sinh trưởng của cây sake là dễ trồng và thích nghi hầu hết trên các loại đất như nhiễm phèn, nhiễm mặn, điều kiện khí hậu nhiệt đới, nóng ẩm. Với tán lá rộng, dày, cây sake được trồng nhiều nơi. Chỉ thêm một cây sake có thể tạo nên những không gian xanh tươi mát. Tô điểm sắc xanh xinh đẹp cho sân nhà, trong công viên, công sở, trường học hay trong những quán nước. Với ý nghĩa ban đầu trồng cây sake để lấy bóng mát, tạo cảnh quan. Nhưng giờ đây, cây sake đã biết đến với nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đây là loại cây đơn tính, cùng gốc, diệt qua đực và qua cái mọc trên cùng một cây. Nhờ động vật thụ phấn mà tạo trái. Hàm lượng dinh dưỡng trong trái sake rất cao. Phân tích, 100g sake tươi sẽ cung cấp 103 kcal, 27,12g bột đường, 11g đường ngọt, 4,9g chất xơ, 0,23g chất béo, 1,07g đạm. Trái sake có thể chế biến thành món ăn ngon, giàu giá trị dinh dưỡng trong cuộc sống hàng ngày. Trong y học cổ truyền, xem sake là một vị thuốc chữa bệnh. Theo đó, tất cả các bộ phận của cây sake đều có thể dùng làm thuốc, cả rễ, lá, vỏ và nhựa cây. Lá sake dày, rộng, dài từ 12 đến 13cm. Hình trứng, mặt lá có màu sẫm và bóng. Trong các bộ phận của cây, thì riêng lá sake có tác dụng kháng sinh, tiêu viêm, lợi tiểu. Và khi phối hợp với một số vị thuốc khác thì sẽ có tác dụng trị được một số bệnh rất hiệu quả.
Kính thưa bà con, hôm nay tôi trình bày về cái lá sa kê. Lá sa kê thì đúng ra nó cũng rất là thông dụng, phối hợp với dưỡng vị thuốc nó cũng trị nhiều cái bệnh thông thường. Bài thuốc thứ nhất là trị về bệnh gút á, đông y kêu thống phong á, và trị sỏi thận á, thì bà con dùng khoảng 2 lá sa kê tươi nè, khoảng 100 gram á, bây giờ khoảng như leo mà khoảng 100 gram nữa, thì cỏ sứ khô nè khoảng 50 gram thôi. Thì bà con để ba vị chung sẽ nấu lại, đổ 3 chén nước nấu lại còn khoảng chén, mình chia uống 2 lần trong ngày, thì uống khoảng tuần lễ thì bệnh sẽ thấy thuyên giảm. Bài thuốc thứ hai nữa là trị tiểu đường tiếp 2 á, chúng ta dùng 100 gram lá sa kê tươi á, rồi khoảng 100 gram đậu bắp, rồi khoảng 50 gram lá ổi non, rồi ba vị mình sắc chung, đổ 3 chén nước sắc còn 1 chén thì uống trong ngày, chia 2 lần uống trong ngày, rồi khoảng mỗi đợt tiểu đường thì khoảng phải 10 ngày, rồi chúng ta nên đi thử đường huyết lại có ổn định hay không. Nhưng mà đối với bệnh nhân mình tiểu đường thì chúng ta phải có chế độ tập luyện, chế độ ăn kiêng theo cái chế độ của bệnh tiểu đường. Bài thuốc số 3 để chữa về viêm gan mà vàng da, bà con dùng khoảng 100 gram lá sa kê tươi, 50 gram chó đẻ dẹp hạ châu á tươi, 50 gram củ húp gai, từ 20 gram đến 50 gram có mực khô, chúng ta để chung lại nấu, đổ khoảng 3 chén nước nấu còn 1 chén, rồi chia làm 2 lần uống trong ngày, rồi uống ra thì uống chừng khoảng 1 tuần lễ thì bệnh sẽ thuyên giảm. Bà con cũng lưu ý, nãy giờ từ lá sa kê thì cũng có mấy vị thuốc, nhưng mà cũng lưu ý một số điều là những lá sa kê cũng tính lợi tiểu á, những người mà cao tuổi, người đi tiểu đêm nhiều, chúng ta không được uống vào buổi chiều và buổi tối, vì nó hay đi tiểu cũng là chúng ta không được ăn giấc. Dễ tìm và thực hiện, mọi gia đình đều có thể áp dụng để điều trị những bệnh thông thường từ lá sa kê. Hơn hết, với những lợi ích đặc biệt từ dược tính và sức khỏe của cây sa kê nói chung, có thể nói đây là một trong số cây thuốc quý cần được giữ gìn và phổ biến rộng rãi. Thưa quý khán giả, bên cạnh lấy bóng mát, quả sa kê được chế biến thành nhiều món ngon, thì lá sa kê còn là một loại thuốc dân gian rất hiệu nghiệm. Quý khán giả hãy tận dụng điều này để chăm sóc sức khỏe cho gia đình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé!
Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuộc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.